Tại hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại năm 2020 vừa diễn ra, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, yêu cầu các lực lượng tham gia chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn các huyện, thị xã biên giới phải truy ra được nguồn gốc, đường đi và điểm đến của thuốc lá và đường cát Thái Lan lậu. Từ đây sẽ xác định được đối tượng để đánh án. Chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ hỗ trợ xây dựng các cái nghiệp vụ và cái điều tra cơ bản để chúng ta xây dựng. Thì có làm như vậy, kể cả cái trường hợp là chúng ta phối kết hợp với cái công an của thành phố Hồ Chí Minh tại những cái khu vực của chợ lớn, chợ Kim Biên đó, là những nơi mà thuốc lá để tập kết về đó. Kể cả cần thiết thì chúng ta sẽ có những cái buổi ký cái liên kết liên tịch với lực lượng đó để hỗ trợ cho chúng ta. Để công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đạt hiệu quả, thời gian tới, các lực lượng phải xây dựng phương án đấu tranh theo từng chuyên đề như chuyên đề thuốc lá ngoại nhập lậu, đường cát Thái Lan, vàng và ngoại tệ, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật. An Giang đang triển khai ứng dụng công nghệ vào việc truy bắt để hạn chế rượt đuổi các đối tượng buôn lậu, giúp giảm thiểu nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ngoài ra, ngành chức năng phải phối hợp tốt với quần chúng nhân dân để bà con nâng cao cảnh giác và tích cực tố giác tội phạm, vận động người dân sống trong khu vực biên giới không tiếp tay cho buôn lậu. Vấn đề là cái bao thuốc lá này nó sẽ đi về đâu? Chắc chắn nó sẽ về tới một cái chỗ nào đó tập kết đầu nậu. Rồi đi rồi tới đó mình sẽ bắt được cái con cá mập hơn là đi xử lý cái mấy cái người mà mang đai mang vác hoặc là chạy mà họ rất là liều lĩnh. Hoặc là ví dụ như là các cái tàu cái vỏ lãi mà chạy cao tốc ở cái tuyến đường sông ở trên biên giới là nó rất là liều lĩnh, nó sẵn sàng là coi như là chạy để thoát. Thế thì như vậy chúng ta cũng không cần thiết là đưa lực lượng anh em của chúng ta cũng phải rượt đuổi theo bán sống bán mạng với đó làm gì. Nếu chúng ta áp dụng công nghệ cho chạy đi tới một cái điểm nào đó rồi tới ngay tận ổ luôn. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, trong 5 tháng đầu năm 2021, lực lượng đã bắt giữ trên 1.600 vụ buôn lậu, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng chủ yếu vẫn là thuốc lá ngoại, đường cát, mỹ phẩm, ngoại tệ, vàng, tổng giá trị gần 170 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của các lực lượng chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Tuy nhiên, An Giang xác định chống buôn lậu là trận chiến dài lâu, nên cần phải có sự chuẩn bị dài hơi về con người, phương án, công nghệ để xử lý nhanh gọn, hiệu quả và đúng đối tượng.